mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nha. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Ui ôi, tròn luôn. 80 cái. Tôi nói nha. 80 cái. Ừ. 80 cái. 80 video bạn. Ơ thế sao mày làm nhanh nhỉ? À, tròn luôn. Đúng là hết pin luôn. Cái pin. Cái pin à đâu? Đây đâu, đây đây. Thank you.
like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nha. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mà không biết là sao.